cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mới đây, Bộ Xây dựng đã công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối tháng 8 năm 2024. Theo đó, việc phát triển đô thị trong thời gian tới sẽ được định hình thành 4 vùng đô thị lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, trong đó Hưng Yên là một trong 12 tỉnh trực thuộc vùng đô thị lớn Hà Nội. Cụ thể, vùng đô thị Hà Nội bao gồm 12 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ. Quy hoạch định hướng phát triển đô thị thành cực tăng trưởng quốc gia, đồng thời phát triển các đô thị lân cận thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Điều này nhằm chia sẻ các chức năng về giáo dục, y tế, khoa học, thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm bớt sự tập trung quá mức vào trung tâm Hà Nội, phù hợp với hệ sinh thái lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình. Bên cạnh đó, vùng này sẽ tập trung xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại kết nối với hệ thống giao thông gồm vành đai 4, vành đai 5, vùng thủ đô và các tuyến đường sắt đô thị cùng sân bay thứ hai phía Nam vùng thủ đô. Vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 8 tỉnh thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang. Mục tiêu là xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng quốc gia, phát triển các đô thị lân cận thuộc vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Vùng này sẽ chia sẻ chức năng về dịch vụ, công nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, hạn chế sự tập trung quá mức vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phù hợp với hệ sinh thái lưu vực sông Đồng Nai và sông Mekong. Quy hoạch cũng sẽ phát triển các trục kết nối nhanh từ thành phố Hồ Chí Minh đến các đô thị lớn như Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tân An, Mỹ Tho, những cực tăng trưởng thứ cấp của vùng. Các vành đai công nghiệp đô thị cũng sẽ được hình thành. Vùng đô thị Đà Nẵng gồm thành phố Đà Nẵng, Huế và các đô thị lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Quy hoạch sẽ phát triển Đà Nẵng và Huế thành các cực tăng trưởng, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên. Chuỗi các đô thị động lực như Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn sẽ trở thành trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại tài chính, logistics, công nghiệp, công nghệ cao, thông tin, là một trong những trung tâm giáo dục y tế chất lượng cao của cả nước gắn với hệ sinh thái biển miền Trung. Đây cũng sẽ là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm, khu vực và quốc tế. Vùng đô thị Cần Thơ bao gồm thành phố Cần Thơ và các đô thị lân cận thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Vùng này sẽ tập trung xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng động lực thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng các đô thị như Long Xuyên, Rạch Giá, Vĩnh Long, Cao Lãnh trở thành trung tâm dịch vụ thương mại dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục y tế chuyên sâu, khoa học và văn hóa của cả vùng gắn với hệ sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, khai thác các trục giao thông kết nối như Cần Thơ, Mỹ Thuận, Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh và Châu Đốc, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, tạo sự lan tỏa đến các khu vực khác trong vùng, đồng thời tập trung phát triển các đô thị Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh, Vĩnh Long thành điểm hội tụ của các hành lang vận tải quan trọng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất B1 CC12, phạm vi điều chỉnh liên quan đến việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và xây dựng các công trình ngầm. Lô đất này có diện tích khoảng 23.901 m², phía bắc giáp với lô đất cây xanh ký hiệu B1 CX1, phía đông giáp với tuyến đường hiện hữu có mặt cắt ngang 15 m. Phía Nam và Tây giáp với tuyến đường có mặt cắt ngang 40 m. Theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây đã được phê duyệt trước đó, mặt bằng công trình tại lô đất B1 CC12 chỉ mang tính minh họa, chưa xác định cụ thể về ranh giới, quy mô xây dựng tầng hầm, lối ra vào hầm và các công trình kỹ thuật phụ trợ. Với lần điều chỉnh này, thành phố tập trung nghiên cứu kỹ hơn về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và khu vực xây dựng công trình ngầm tại lô đất B1 CC12. Quy hoạch vẫn giữ nguyên chức năng sử dụng đất, đất công cộng, thành phố và khu vực cùng các chỉ tiêu về kiến trúc đã được xác định bao gồm diện tích lô đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, nổi và hệ thống sử dụng đất.
Đồng thời, mục tiêu xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ đại siêu thị mua sắm tập trung đã được cập nhật để phù hợp với quyết định số 5397 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận chuyển nhượng dự án. Quy hoạch mới này xác định rõ ranh giới quy mô xây dựng tầng hầm, lối ra vào hầm và vị trí của các hạng mục công trình kỹ thuật phụ trợ. Về mặt kiến trúc cảnh quan, bố cục mặt bằng tổ hợp công trình trên lô đất được điều chỉnh theo phong cách đơn giản hiện đại nhằm đảm bảo phù hợp với công năng sử dụng cũng như là hài hòa với kiến trúc của các công trình lân cận. Thiết kế kiến trúc phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được quy định trong bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất và sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Đồng thời, tất cả các yếu tố cần tuân theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành khác. Việc thiết kế cũng phải được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra và xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất B1 CC12 đảm bảo phù hợp với quyết định này. Nội dung điều chỉnh cũng phải được cập nhật vào hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết của khu vực. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2045. Theo quy hoạch mới, định hướng phát triển Cam Ranh sẽ tập trung vào 9 phân vùng đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh đang tiến hành rà soát, bổ sung và nâng cấp các xã thành phường, đồng thời nâng cấp các phường hiện hữu để đáp ứng các mục tiêu đề ra. Để trở thành quận vào năm 2030, Cam Ranh phải đạt được 28 tiêu chuẩn do Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đồng thời 6 xã hiện nay cần đạt chuẩn lên phường. Quy hoạch thành phố Cam Ranh được giới hạn với phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp huyện Khánh Sơn và huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, phía nam giáp huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận và phía bắc giáp huyện Cam Lâm. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 33.709 ha. Khu vực quy hoạch được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật của khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Đây sẽ là đô thị du lịch logistics, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không của tỉnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời kết nối đồng bộ với đô thị sân bay Cam Ranh theo định hướng của nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Khu vực này cũng bao gồm sự phát triển mới xen lẫn với các khu dân cư hiện hữu. Thành phố Cam Ranh đã xây dựng lộ trình phát triển đô thị với kế hoạch lập và phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong năm 2024. Giai đoạn 2027-2028, thành phố sẽ lập đề án nâng cấp và công nhận Cam Ranh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3. Đến năm 2028, Cam Ranh cần đạt 3 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,4 đến 1,75 lần mức trung bình cả nước, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại khu vực nội thành đạt 80-85% và tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 15-22%. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, 6 xã sẽ được nâng cấp thành phường. Từ năm 2028-2029, thành phố sẽ lập đề án thành lập quận Cam Ranh và các phường trực thuộc theo định hướng quy hoạch chung. Để hoàn thành mục tiêu trở thành quận vào năm 2030, Cam Ranh cần huy động khoảng 220.000 tỷ đồng, tập trung đầu tư vào nhiều công trình và dự án trọng điểm. Cầu Hòa Bình 5 vượt sông Đà khi được xây dựng sẽ là điểm kết nối hai đoạn cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình 9.382 tỷ đồng và Hòa Bình – Mộc Châu 22.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên CT03. Đường cao tốc này đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ có hai đoạn là đoạn Hòa Lạc – Hòa Bình và đoạn Hòa Bình – Mộc Châu. Trong đó, đoạn Hòa Lạc – Hòa Bình hiện nay là đường cấp 3 đồng bằng, nền đường 12m với 4 làn xe. Tỉnh Hòa Bình đã họp thống nhất và đồng ý chủ trương phương án đầu tư xây dựng dự án mở rộng đường Hòa Lạc – Hòa Bình có chiều dài 23 km tính đến đoạn gần giao quốc lộ 6.
Đường Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ từ tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng như hiện nay lên đường cao tốc với quy mô 6 làn xe với tốc độ thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình dự kiến khoảng 9.382 tỷ đồng theo hình thức PPP đối tác công tư, có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thời gian đầu tư trước năm 2030. Còn về đoạn cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được xây dựng có chiều dài 85 km, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng hơn 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn nên cao tốc này đã chia thành 3 đoạn, hiện đang nghiên cứu một đoạn dài 34 km với mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2028. Vì cùng nằm trong đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên CT03, thế nên theo bản đồ quy hoạch, hai đoạn cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và Hòa Bình - Mộc Châu sẽ được kết nối với nhau tại cầu Hòa Bình 5. Cầu Hòa Bình 5 vượt sông Đà, nối xã Yên Mông với thị trấn Kỳ Sơn, trong đó tại xã Yên Mông, cầu sẽ giao với đường tỉnh 37. Còn ở phía thị trấn Kỳ Sơn, cầu Hòa Bình 5 sẽ kết nối với đoạn cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình tại đoạn gần với trường mầm non Nắng Hồng và Bệnh viện Đa khoa Kỳ Sơn. Theo quy hoạch, trên tuyến sông Đà, địa phận tỉnh Hòa Bình sẽ xây dựng 6 cây cầu. Tính đến hiện tại, tỉnh đã xây dựng được 3/6 cây cầu là Hòa Bình 1, 2, 3, nối liền hai bờ sông. Ảnh phối cảnh cầu Hòa Bình 5, ảnh được cắt ra từ video tổng quan dự án. Việc xây dựng những cây cầu Hòa Bình vượt sông Đà có ý nghĩa rất quan trọng khi hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện, việc phát triển trở nên cân đối và mở ra thêm cho tỉnh Hòa Bình nhiều cơ hội mới để phát triển đô thị.